Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 5 Tập 1 Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập Bài 70, 87 Trang 106 Bài số 1 Viết số đo thích hợp vào ô trống Độ dài đáy hình tam giác là 13 cm Chiều cao hình tam giác là 7 cm Như vậy tính diện tích thì chúng ta lấy hai con số này nhân nhau và chúng ta chia cho hai được là 13 này nó nhân cho 7 này nó chia cho hai này bằng Rồi, thầy lấy máy tính thì bấm 13 thầy nhân cho 7 chia cho 2 bằng 45,5 đơn vị là cm vuông. Nào. Rồi tương tự cái này cũng vậy, chúng ta lấy là 32 nhân cho 40 chia cho 2 bằng 40 chia 2 là 20, 20 là nhân là 0. À 2 4 6 đơn vị là decimet vuông. Cái này 4,7 nhân cho 3,2 chia cho 2. Bằng. Cái này bấm máy tính luôn ha. 4,7 thì nhân cho 3,2 chia 2. 7,52 đơn vị là mấy vuông. Rồi cái này thì sau. Cái này thì là 2,3 a2 phần 3 nhân cho 3/4 chia cho 2. Bằng trên 3 dưới 3 hết Như vậy là còn 1 phần 2 Rồi Còn 2 là 1 phần 4 Đơn vị là mấy vuông Chúng ta qua trang tiếp theo Bài số 2. Tính diện tích hình tam giác vuông theo công thức. Diện tích hình tam giác vuông BAC BAC. Thay công thức là gì? AB nhân AC chia cho 2. AB và AC là cùng một đơn vị đo, viết tiếp vào chỗ chấm thích hợp. Rồi cái bài này dưới đây. Như vậy chúng ta sẽ tính diện tích hình tam giác vuông BAC là vậy ta lấy 3 ta nhân cho 4 được không? Rồi ta chia cho 2 bằng 6 cm vuông. 4 là chia 2 là được 2, 2 x 3 là 6. Rồi bài dưới này cũng vậy, ta lấy 5 ta nhân cho 4 để chia cho 2 4 là chia 2 được 2 2 nhân cho 5 là bằng 10 Đơn vị là cm2 Qua trang tiếp theo Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp cho hình bình hành MNPQ. M N P Q. P. Đó. P, P. Có đáy QP QP là bằng 5 cm. À QP. Nào. 5 cm. Chiều cao MH là bằng 3 cm. Và yêu cầu là tính là gì? Diện tích hình tam giác M Q và P ta lấy 3 ra nhân 5 chia 2 được. Như vậy là x bằng 5 ta nhân cho 3 ta chia cho 2. 53 15 15 chia 2 7,5 đơn vị là cm vuông. Rồi, tiếp theo. Diện tích hình tam giác MNP. M N B Như vậy cái này chúng ta này, cho hình bình hành. Hình bình hành có nghĩa là hai cặp cạnh đấu này song song và bằng nhau. Như vậy MN này nó cũng là bằng 5. Nè hai cặp cạnh đối diện và song song bằng nhau như vậy cạnh này hình bình hành này cạnh này cạnh bằng cạnh này nè cạnh này cạnh này năm này cạnh này cũng năm và cái chiều cao của nó là muốn tính chiều cao của nó là đây chúng ta đây chúng ta sẽ kẻ cái đường vuông góc xuống Để, xuất phát từ P và chúng ta sẽ kẻ vuông góc xuống lại mình rồi nè vuông góc vuông góc ở chỗ này thầy cho là một cái điểm K đi Để, như vậy là pk nó chính là bằng mh như vậy là cái này nó cũng là bằng 3 bằng 3c như vậy cái hình tam giác này chúng ta đã có chiều cao và đáy như vậy là x bằng cũng y chang như cái gì đây bằng 7,5 cm vuông và hôm nay chúng ta kết thúc ở đây các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé xin chào các em